Trận chung kết đơn nam Wimbledon 2023 đã diễn ra đầy kịch tính và hấp dẫn. Carlos Alcaraz đã đánh bại Djokovic sau 5 set đấu căng thẳng để trở thành nhà vô địch. Đây là danh hiệu Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp của Alcaraz sau chức vô địch US Open 2022. Alcaraz, tay vợt 20 tuổi người Tây Ban Nha, đã trở lại ngôi vị số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP. Báo giới Tây Ban Nha đã ca ngợi Alcaraz và xem anh là người kế vị xứng đáng cho Manolo Santana và Rafael Nadal. Đây là một chiến công lẫy lừng của Alcaraz khi anh đã hạ gục Djokovic, người đã giành nhiều danh hiệu và không thua tại sân trung tâm Wimbledon trong 10 năm qua.